Thưa quý vị, ngày hôm nay thủ đô Hà Nội tiếp tục có nắng nóng đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 39 đến 41 độ C. Tuy nhiên dự báo hôm nay cũng sẽ là ngày cuối cùng của đợt nắng nóng. Vâng, còn với khu vực Trung Bộ thì nắng nóng cũng sẽ bao trùm từ khắp Thanh Hóa cho đến Quảng Ngãi. Mức độ nóng thì có sự khác biệt. Ở khu vực Thanh Hóa vào đến Thừa Thiên Huế thì nhiệt độ sẽ từ 36 cho tới 39 độ C. Và từ thành phố Đà Nẵng cho tới Quảng Ngãi thì nhiệt độ sẽ chỉ từ 35 cho tới 37 độ C. Và nhiệt độ sẽ dịu dần cho đến cuối tuần. Còn đối với khu vực Tây Nguyên thì cảnh báo mưa to trên diện rộng và người dân cần phải đề phòng với lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.